Xin chào các bạn, Sơn La là một tỉnh không có nhiều điểm tham quan du lịch. Ngoài thắng cảnh tự nhiên Mộc Châu thì có lẽ điểm đến mà nhiều người nghe đến nhiều nhất là nhà tù Sơn La. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tham quan di tích lịch sử gắn liền với rất nhiều câu chuyện ý nghĩa của những tù nhân cách mạng ở di tích này qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch tại điểm nha. Tàu vào duy nhất ngày hôm nay và vẫn còn nguyên vẹn từ thời Pháp cho đến ngày nay. Trên cổng chính có một dòng tiếng Pháp dịch nghĩa rằng có nghĩa là nhà ngục, được đổi tên từ năm 1930. Và lúc đó thì mục đích là dân Pháp sẽ biến nơi này trở thành một địa ngục trần gian. Và chính vì vậy mà nhà tù này chỉ đứng thứ hai sau nhà tù liên bang Cổ Tạo trong hệ thống nhà tù quốc gia của thực dân Pháp trên đất nước ta. Và sau đây xin mời đồng chí chuyển vào bên trong này. Toàn bộ thì khu vực này bên này thì đã được bảo tàng tỉnh phục hồi và tôn tạo lại rồi. Vâng. Và bên trong này thì chính là những hạng mục nguyên vẹn ở phía bên ngoài đây, và bản thân thì không phục chế lại ở phía bên ngoài. Hiện tại thì nhà tù Sơn La cũng đã do là trải qua hai cuộc ném bom của thực dân Pháp vào năm 1952 và đế quốc Mỹ vào năm 1965, nên tất cả hạng mục này thì đều bị bom ném bom nhé, nhưng mà toàn bộ đã bị phá hủy. Ở phía bên này thì một số những bức tường thì vẫn còn nguyên từ thời Pháp cho đến ngày nay ở đây. Tường thì được xây dựng cao khoảng 3,9 mét và quét rất in toàn bộ cũng như ở phía bên trong và phía bên ngoài. Ở phía bên trên trước kia thì có mái lợp ngói và tôn ở phía bên trên này, và phòng giam đầu tiên mang tên là nơi giam giữ tù nhân bị ốm tại đây. Khi các tù nhân bị ốm trong tất cả phòng giam có cơ thể qua khỏi thì thực dân Pháp lên rồi hết tù nhân sang giam giữ tại đây và để cho chết dần chết mòn, và chính vì vậy gọi là nhà xác của nhà tù Sơn La. Bên này hạng mục phía đằng xa kia đấy ạ, trừ khu vực xà lim ngầm là đã được bảo tàng tỉnh phục hồi và tôn tạo lại. Hiện nay thì chỉ có mỗi cái xà lim ngầm, lát nữa các chị sẽ được tham quan là vẫn còn nguyên vẹn. Đường bao là toàn bộ này, là khu vực này là nhà tù Sơn La với tổng diện tích là 2.184 m² và trải qua 3 lần xây dựng vào năm 1908, 1930 và năm 1940. Ở phía bên ngoài này thì xây dựng vào năm 1930, gọi là khu vực trại giam chéo, ý nghĩa ở nơi ngục tù tăm tối thì ánh sáng của cách mạng vẫn tỏa sáng. Và tại đây thì nhà tù Sơn La đã trở thành một trường học cách mạng đấy ạ. Vâng, nơi đây thì cũng chính là nơi đã đào tạo cho Đảng và Nhà nước nhiều lãnh đạo xuất sắc như là đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng, Lê Thành Nghị, Nguyễn Đức Bằng, Quách Chí Tiến. Và tiêu biểu trong đó phải nói đến công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu. Vâng, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh là tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng đã từng bị giam giữ tại đây. Tức là những cái cây con sẽ được trồng ở vị trí bên ngoài đấy ạ, và khi cây đào gốc bị thoái hóa thì bảo tàng tỉnh phải chiết và trồng lại tại đây. Đồng chí Tô Hiệu bị căn bệnh lao phổi đấy ạ, do máu rất là nhiều. Phía bên này chính là hệ thống gọi là cầu tiêu, thì các chị có thể quan sát thấy cầu tiêu này được xây dựng nhá, cao hơn sàn nhà của tù nhân. Bên trên này không có nắp đậy và chúng không cho tù nhân vệ sinh và rồi rửa đâu ạ. Ở phía bên ngoài thì chúng thiết kế nắp cổng như vậy mà chúng sẽ lợi dụng những cơn gió nào để khắc phục ở trong mỗi tầng nhà cổng này ra. Gió thổi vào bên trong và khiến các phòng giam lúc nào cũng ẩm thấp, hôi thối và ngột ngạt. Và đây được coi là trung tâm lan nhiễm bệnh tật tại nhà tù Sơn La này. Ở đây thì trong những thời gian cao điểm diện tích thì nhà tù này chỉ có 2.000 m² thôi, thì chúng lại cho xây dựng những sàn nằm tầng 2. Và chính vì vậy mà tầng 1, tầng 2 thì chỉ cũng chỉ khoảng cách cách nhau tầm khoảng 1 mét mà thôi. Thế khuôn đảng như thế này? Vâng, khuôn đảng là đề pháp, cái đây chỉ có chữ pháp. Từ năm 30 đến năm 45 là rất giải phóng rồi. Đây thì sau năm 45 thì không có tù nhân tỉnh trị nữa. Và đây là khu vực trại giam lớn cũ. Hạng mục này thì xây dựng vào năm 1908. Dạ vâng, trước kia thì giam tầm khoảng 30 tù nhân tại đây. Và nơi đây cũng đã từng ghi nhận đồng chí Tô Hiệu đẹp đã để vào đây để họp chi bộ cùng với chi bộ nhà tù Sơn La. Thực ra là vào năm 1952, sau khi mà thực dân Pháp thua tại chiến dịch Tây Bắc nhỉ, thì trước khi rút khỏi thị xã Sơn La này thì chúng đã cho máy bay ném bom tại vị trí này để gọi là xóa bỏ đi di tích tội ác dã man của chúng và tiêu hủy tất cả các tư liệu của tù nhân chính trị cũng như là hệ thống gọi là lính cố xanh, cai ngục, cả công sứ của thực dân Pháp khi mà cai trị tại đây. Về liền kề với khu vực nhà, tức là đằng sau này thì là chính là khu vực trại gọi là nhà giám ngục của thực dân Pháp. Ở phía bên trên này thì vẫn còn những đây sẽ gọi là được tròn canh và hệ thống gọi là trại lính cố xanh của thực dân Pháp ngày xưa ở tại đây. Nhà tù thì sẽ ở đây là khu vực phạm giam nổi ở trên mặt đất. Xây dựng thì với chiều dài chỉ có 1,6 mét thôi.
rộng khoảng 1 mét và cao cũng chỉ có khoảng 1 mét thôi. Thông thường thì tại đây sẽ giam giữ từ 1 tới 2 tù nhân, nhưng mà thời gian cao điểm thì chúng phạt giam tới 4 tù nhân trong này. Tù nhân chỉ đủ tư cách là ngồi bỏ gối thôi ạ, bởi vì chỉ có cao 1 mét thôi. Và đặc biệt là tại đây thì chúng còn đặt một cái thùng đựng phân bằng gỗ không có nắp đậy, và khiến cho phòng giam lúc nào cũng ẩm thấp, hôi thối và ngột ngạt. Phía bên này trước kia là có một cái cản nhỏ để dành cho việc xay hấp dã gạo của các nhân chính trị. Và phía bên trên này thì nhà bếp. Nhà bếp thì sẽ được tầng 2, mục đích thứ nhất là tạo công việc khổ sai cho tù nhân, vận chuyển nước và lương thực lên trên bếp, nấu ăn xong thì đưa xuống bên này để chiên cơm cho tù nhân chính trị. Và trong thời gian cao điểm tại đây thì đang nhớ khoảng 5 năm tù nhân nhé. Thì công việc như vậy cũng là một trong những công việc lao động khổ sai. Và đây chính là bể nước ngầm. Bể nước ngầm thì dung tích của nó là tầm khoảng 50 mét khối nước. Hàng ngày thì tù nhân sẽ phải lấy nước từ con suối Đậm La bằng cái xe nước đấy. Tức là mỗi một người thì một định mức là mỗi một người như vậy là phải 7 chuyến như vậy. Một người kéo một người đẩy thì hai người phải chung nhau khoảng 14 chuyến chất nước như vậy trong một ngày. Và đây được coi là một trong những công việc nặng nhọc nhất tại nhà tù Sơn La này. Và tại đây thì chúng còn quy định rằng chế độ dùng nước thì rất là ngặt nghèo. Mỗi một ngày thì sẽ phát cho tù nhân một ống mơ bỏ nước, và tất cả mọi sinh hoạt thì cậu uống trong một ngày. Và mỗi một tuần thì một tù nhân thì được tắm một lần thôi. Và mỗi một lần như vậy chỉ được 2 ống mơ nước nhỏ. Sau đây thì xin mời các chị di chuyển vào bên này, tức là nơi đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh. Vừa sửa sáng ngày 7 tháng 3 năm 1944 thì đồng chí Tô Hiệu đã rút hơi thở cuối cùng tại đây. Và trước kia thì có thể là giam giữ ở đây từ 5 đến 6 tù nhân. Và ở đây thì cho chân ở phía bên dưới này. Trước khi đi ngủ thì mới bị cụm chân thôi. Sau khi tù nhân ăn cơm xong thì về làm xe đạp của mình. Và sau đó thì mình bắt đầu chân thì được có thể hoạt động các hoạt động như là ăn ở phía bên ngoài này. Và sau đó thì về phòng giam sẽ thực hiện như là văn nghề ca mộ nhà đấy ạ. Nhưng mà thực tế thì sẽ cùng với các học viên bên ngoài này tạo điều kiện cho các em tù nhân có thể học ở một trong tù. Và đồng chí Tô Hiệu, đồng chí Trần Vinh Hiệu, đồng chí Trần Đình Ngọc cũng sẽ sáng tác rất là nhiều tài liệu và truyền từ phòng giam này đến phòng giam khác để tạo nên một cái truyền thống cách mạng tại đồng sức này. Và đặc biệt là đây thì tù nhân bắt buộc là làm nghề hái tiền của đồng địa phương để sau này đồng quốc gia thì có thể làm công tác binh vận dân vận. Còn anh em trình độ cao hơn thì sẽ đi bộ sắp xếp cho học tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nga. Và chính như vậy mà đã cải tiến rất là nhiều. Chỉ trong vòng 5 tháng thì đồng chí Trần Đức Sắc đã bắt đầu mở đầu học tiếng Pháp thành công. Đồng chí Nguyễn Văn Trân và đồng chí Đỗ Hiểu và nhiều đồng chí khác thì nói tiếng Thái như một người tại địa phương chỉ trong vòng hơn 1 năm. Và thậm chí đồng chí Nguyễn Văn Trân đã sáng tác những bài hát bằng tiếng Thái phổ nhạc và truyền đến tất cả các bạn làng. Và sau đó thì bạn địa phương đây đã thuộc những bài hát đó. Và thì tất cả đó thì có những người làm biết là ngày nay chúng ta cũng là cơm không có ăn, áo không có mặc, thì chúng ta phải đi vô đi lính cho dân dân hát. Tức là kiệt quệ và kinh tế ngày nay chúng ta phải đấu tranh đi theo cộng sản để làm việc cho, tức là để đi theo cộng sản để cảm hóa cách mạng cho bà con địa phương ấy. Cái này là bình phong chính hạn hết rồi. Trước kia thì theo hồi ký của tù nhân chính trị kể lại rằng thì sản năng thì chủ yếu là muối mọt và rể. Và đặc biệt tù nhân ở tại đây thì mắc bệnh ngoài da rất nhiều, bởi vì không đủ điều kiện để tắm rửa đẹp. Và chính vì vậy mà khi nằm trên những cái sàn nằm bằng gỗ như vậy thì cũng rất là khó chịu ngứa ngáy. Ở tại đây thì có 5 gia đình cá nhân, 2 gia đình tập thể, 2 đồng phòng, 1 phòng hòn cung. Sau đây thì xin mời các chị có thể tham quan ở đây. Tường điện thế được xây dựng bằng đá hợp dưới khoảng 80 phân và hệ thống mái phòng trụ được nên rất là kiên cố. Và hiện tại đã được bảo tình là sơn lại tường và lắp thêm quạt điện để phục vụ cho du khách tham quan. Không được ăn đúng không? Dạ vâng, ở đây là không, ý là có được ăn đi ạ, sẽ được không? Còn cái cuộc đấu tranh tuyệt thực này thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho đoàn mình là cuộc tuyệt thực là không được ăn và không được uống. Còn ở đây thì xin mời đoàn mình có thể các chị sẽ tham quan những cái giảm đêm này trước. Đây gọi là giảm đêm cá nhân.
chiều rộng thì khoảng 60 phân, chiều dài tầm khoảng 1,6 mét, sinh hoạt có gắn hệ thống cùng chân ở phía bên dưới, có cái vệ sinh rất là đúng nhỉ, gọi là cái cổ đường sẽ nhít được trên đầu thẳng của mình, gây ra tâm lý ức chế và tinh thần nhé, là khó thì chúng ta mới thoải mái có những chất quỷ rất sáng, gọi là ô thông khí. Còn ở đây thì có cái ô đương cơ ở bên ngoài này, hàng ngày thì sẽ đương cơ tự nhân thông qua cái ô cửa này, và sau đó đương cơ ra thì đã một đường ống cửa lại và khiến cho phòng giam trở thành một vùng kín khó phân biệt được ngày đêm. Các bạn đừng nhìn vào bên trong này rất không khó có thể phân biệt được ngày đêm, và đồng chí truyền tin đã từng bị giam ở trong một suốt 2 tháng liền nhé. Trường hợp bắt buộc chúng sống 156 đồng chí của ta, và lần trước thì chúng còn làm cái thủ tục phân nhé, và sao cho các đồng chí làm công tác vệ sinh, và lúc đó thì tất cả người sẽ đi vệ sinh trong cái ống nước ống nước truyền thay nhau đủ dùng được phân. Nhưng tuy nhiên đến ngày thứ 3 thì thủ tục phân đã đầy tràn ra ngoài rồi, và ăn ngủ vệ sinh ngay phòng giam này, và sàn lên ngầm lúc đó đã trở thành một hố phân khổng lồ rồi, soi bỏ ra khắp nơi, và chúng tôi chỉ cần nằm trình mình nhé cũng nghe tiếng đủ lép bép của những con soi bỏ đặc, thậm chí nó còn bò vào tay muốn nữa của các tù nhân thì chị. Và trong vòng 3 ngày đầu tiên thì tù nhân nó phải sử dụng chính cái nước tiểu của mình để uống, và may mắn trong cuộc đấu tranh đó là đồng chí Thu Hiệu, lúc đó anh em tù nhân không cho đồng chí tham gia vào cuộc đấu tranh đó, đồng chí đã tức là cảm hóa được 2 người lính cứu xanh trong đêm thứ tư thứ năm, tiếng hút nước ở bên trên bể và tiếp tình tù nhân thông qua cửa chính. Và tới ngày thứ 6 bắt đầu thì đồng chí cũng hút trộm nước và tiếp tình tù nhân thông qua cửa sau này, anh em nó phải sử dụng tầm áo của mình nhé, lâu ngày không sạch không rất là bẩn, nhưng mà vẫn phải thống nước phát chia nhau để sử dụng. Và chỉ như vậy mà 12 ngày đêm đấu tranh, may mắn là không có đồng chí nào hy sinh trong cuộc đấu tranh đó. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với không gian của nhà trưng bày và lưu niệm giống như một bảo tàng nhỏ về nhà tù Sơn La. Và khu vực sàn đi ngầm này, từ năm 36 đến năm 39 thì các đoàn báo chí quốc tế đã đến đưa tin tại đây, nhưng mà không thể nào phát hiện được khu vực sàn đi ngầm, bởi vì trước thì chúng sẽ chất những ván sàn, sau đó chất những bao thóc vào lên trên để ngụy trang là một kho thóc. Và chính vì vậy mà bảo chí sẽ không có nghi ngờ gì. Đấy, năm 40 thì chúng xây dựng một số 14 này, để nhà mẫu là sẽ đưa tù nhân chính trị nữ từ nhà tù Hỏa Lò lên giam giữ tại đây. Và chính vì vậy mà trải qua 3 lần xây dựng và mở rộng, nhà tù này có tổng diện tích là 2.180 m2. Bên này thì bảo tàng tỉnh có trưng bày một số hình ảnh đây, giới thiệu về quá trình xây dựng nhà tù Sơn La, âm mưu của thực dân Pháp với các viên chính trị. Đầu tiên là âm mưu sử dụng chính người Thái địa phương, lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ để có thể cai trị tù nhân chính trị tại nhà tù này. Thứ hai là chúng sẽ sử dụng vi trùng sốt rét để làm cho bệnh tật lây nhiễm cho tất cả phòng giam và biến nơi đây trở thành một địa phủ cầm giam. Và trong dưới thời cai trị của tên công sứ thành phố lúc này thì số lượng tù nhân hy sinh tại đây lên tới 25%, và trong đó không ai có án tử hình. Ở đây là vị trí của nhà tù Sơn La đấy, đứng thứ hai sau nhà tù Liên bang Côn Đảo trong hệ thống nhà tù quốc gia của thực dân Pháp kể từ năm 1939. Và đây là chính là biểu đồ số lượng tù nhân từ đây từ nhà tù, tức là nhà tù dưới xuôi đấy, nên tại nhà tù Sơn La từ năm 30 đến năm 1945 có tổng cộng lên tới 1.013 người tù nhân. Và đây chính là sơ đồ tuyến áp tải tù nhân, cũng là con đường khắc nghiệt nhất để đẩy tù nhân chính trị lên giam giữ tại nhà tù Sơn La. Tù nhân thì sau khi bị kết án tập trung tại tòa đại hình Hòa Lò Hà Nội thì chúng sẽ dùng tù nhân lên những chiếc xe tải bị kín mít dọc theo quốc lộ 41 đến chợ Hòa Bình, và sẽ bắt đầu hành trình đi bộ dài 220 km. Dạ vâng, tổng suốt 11 ngày đêm. Lúc đó thì chúng sẽ, để tránh tù nhân vượt ngục hay là bỏ trốn, thì sẽ cùng tay trái tù nhân này với tay phải tù nhân kết thành một đôi. Một tù nhân thì sẽ đi theo cùng theo một cái chiếc cùng chân như vậy, và sợi xích dài gần khoảng 50 cm. Và chính vì vậy mọi sinh hoạt của tù nhân thì đều rất là bất tiện, và cứ 10 đôi thì chúng lại sử dụng dây thừng nhé để xô các tù nhân thành một bữa dài, và sẽ đi dài như vậy. Và đến việc nghỉ chân buổi đêm ấy, thì sẽ tháo cái hệ thống dây thừng để ra, còn tay tù nhân này vẫn bị cùng với tay tù nhân khác. Và đó chính Trần Huy Liệu đã sáng tác một bài thơ Đường đi Sơn La: một xích hai thằng khắp đỏ đây, ngủ ăn đãi ỉa chẳng rời tay, anh em ta thất ra liên lạc trên bước đường xa cát bụi đầy. Và cũng dọc đường từ Hòa Bình tới Sơn La này, lúc đó thì tù nhân chỉ được phát cơm hầm với cá khô mốc, cộng với những ngày giấm mưa dãi nắng thì nhiều đồng chí đã phải ăn nghỉ tại đây được. Còn lại đây chính là bài thơ của đồng chí Sông Thùy, thì vì đại nhà tù Sơn La lần thứ hai mang tựa đề Lại đến Sơn La. Lại đến Sơn La lại núi rừng,
nằm trên đỉnh núi Mã Như Bưng, lờ mờ cửa ngục thông Bà Lũ, thăng thẳng hầm giam sâu mấy tận. Tháng tháng cơm sôi đau cả bụng, đêm đêm giảm đá hút sau lưng. Ai ơi xuất xét đừng ra máu, nhỏ nước chờ xem ta vẫy vụng. Trong bài thơ này có câu thơ tháng tháng cơm sôi đau cả bụng. Và đây chế độ ăn ở tại đây. Ở đây thì chúng sẽ bắt tù nhân chính trị là ăn cơm nếp như đồng bào địa phương, ăn cơm nếp quanh năm. Thì tù nhân chính trị lại là những người dưới xuôi nhé, vì ăn cơm tẻ đã quen rồi thì ăn cơm nếp không thể quen nổi. Và đến khi nhắm mắt đẹp, nhiều đồng chí vẫn có ước nguyện rằng cho mình được xin một miếng cơm tẻ để mình được nhắm mắt. Nhưng ở nơi này thì mình kiếm đâu ra được cơm tẻ. Và khi nấu cơm thì chúng lại nấu rất là nhiều nồi, sống nhão sượng trộn lẫn lại với nhau, có cả trấu và dạng đẹp đổ ra cái máng. Sẽ bắt tụi nhân phải sử dụng tay để bốc ăn, ăn với muối trắng hoặc canh trong bún giàn đồng xuân. Nhưng thêm độc hơn nữa thì chúng cho ngâm gạo bỏ qua nước vôi thơm để tẩy trắng hạt gạo, lúc đó làm cho gạo mất chất dinh dưỡng và vitamin, và tụi nhân ăn vào sẽ bị thương hạt, kết lị, tiêu chảy, và đặc biệt là căn bệnh phổ thủng. Và chính căn bệnh đó lại khiến những chân tay bị sưng to như bị mang bầu đấy. Và chính vì vậy mà khi cho chân vào cổ chân thì lúc đó thì cổ chân sẽ chật kít trong các lỗ cùng, không thể nào co duỗi cho chân được, máu không lưu thông, thì nhiều đồng chí đã bị hoại từ cổ chân này. Và đây chính là cổ chân tập thể còn nguyên bản gốc này. Các chị có thể quan sát thấy bản này rất là nhỏ và hé nhỏ đúng không? Và những bức ảnh lao động khổ sai ạ, thì tổ nhân sẽ bắt đầu công việc của mình chỉ sau 2 ngày khi bị bắt tại những tổ sơ bản này. Và các công việc ấy trong lao động khổ sai là một trong những đó gọi là may mắn của tổ nhân chính trị. Đi ra ngoài có thể là tắm rửa, thiết thoảng không khí đúng không? Còn đồng chí Tô Hiệu chỉ được chỉ có nhiệm vụ là đi quét đường dông đi gần của đỉnh canh, không được phép ra ngoài khu vực của mình. Chúng đầu tiên bố rằng bất kỳ tù nhân chính trị nào mà bẽ mảng vào con đường đi tuần của lính thì sẽ bãi bỏ ngay lập tức, bởi vì vi phạm cái đó là kỷ luật của tù sơn mạng. Còn ở bên này là chính là sự ra đời của chi bộ nhà tù sơn lan và từng hoạt động nổi bật của chi bộ, và đây chính là chân dung của năm đồng chí trực tiếp bộ bí thư nhà tù sơn lan. Vâng, tháng 12 năm 1939 thì chi bộ Lâm Thời được thành lập với 10 đồng chí. Lúc đó đồng chí Tô Hiệu đã có mặt tại tỉnh Sơn La với yêu cầu cấp bách để chi bộ Lâm Thời trở thành chi bộ chính thức. Đồng chí Trần Nguyên Liệu được cử giữ chức vụ bí thư. Đến tháng 5 năm 1940 thì chi bộ đã tiến hành đại hội lần đầu tiên của chi bộ và thống nhất bầu đồng chí Tô Hiệu làm bí thư chi bộ tỉnh Sơn La. Và sau đó đến đồng chí Lê Thanh Nghị, đồng chí Trần Quốc Hoàn. Và trăm năm đồng chí duy nhất đồng chí Tô Hiệu hy sinh tại lần này. Còn bốn đồng chí phía sau này đều trở thành những lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng thì sau này đã trở thành phó chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng chí Trần Huy Liệu là viện trưởng Viện Chính trị Việt Nam. Đồng chí Lê Thanh Nghị là phó thủ tướng chính phủ. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là bộ trưởng bộ công an đầu tiên. Vâng, ở đây cũng chính là tấm biên ảnh. Đúng ạ, đây là ảnh tra tấn ở Sở Mật Thám, Hải Phòng. Vào năm 39 thì đồng chí Tô Hiệu đã bị thực dân Pháp bắt được khi ở trong tức là một cơ sở sụp in của Hải Phòng năm 1939. Và sau đó đến năm 1940 khi bị đánh tù Sơn La thì trên khuôn mặt của đồng chí vẫn chưa mất cái viên bị đánh tức là thâm mặt thâm mắt do bị tra tấn ở Sơn La. Đây đồng chí Tô Hiệu cũng là tù nhân hy sinh duy nhất tại tù Sơn La xác định được phần mộ vào năm 1941-44 nhờ cái tấm bia đá này. Và khi mà đồng chí Tô Hiệu hy sinh thì tù nhân chính trị đã đấu tranh để được tự tay chống cất đồng chí Tô Hiệu và có bí mật làm một tấm bia đá này để chôn theo một cái thi hài của đồng chí. Và đến năm 1980 khi mà khách của toàn bộ những cái ổ để phục chế lại thì nhờ tấm bia đá này đã tìm thấy được hài cốt của đồng chí. Và này thì hiện tại thì đồng chí đang an nghỉ ở nghĩa trang để sinh từ Xuân Lan. Có nghĩa trang có nghĩa trang thì đúng. Hiện nay thì có 7 phần mộ riêng biệt, có một phần mộ là cái tốt nghiệp thôi, còn 6 phần mộ thì còn lại không thể chôn chung bởi vì không xác định. Bình nắp bể chấn ngầm ở bên ngoài nhà tù, tức là sau cái cuộc đấu tranh tuyệt thực đấy, thì công sở lo sợ là tù nhân sẽ trộm nước ở bể và đảm bảo tù nhân phải đổ nước bể này. Năm bể này do đồng chí Bùi Phong Tư, tên thật là Nguyễn Đức Thuật, đổ vào năm 1942, vẫn trên con bản lấy ngày tháng năm tên đồng chí Bùi Phong Tư này, cũng là tác giả của tác phẩm Bất Khuất Nhạc Cái Bể Nhà Tù Côn Đảo rất là nổi tiếng. Đây là hình ảnh cục đựng tiền của chi bộ nhà tù Sơn La. Chi bộ nhà tù Sơn La đã tạo ra một quỹ chi bộ thông qua đợt của Ban Kinh tế. Ban Kinh tế nhận thấy rằng có thể là chăn nuôi, đầu tiên là hoạt động manh nha từ khu vực gọi là chăn nuôi thôi.
nuôi được 10, tức là con gà con vịt thì cho ra được 10 quả trứng, đem bán 10 quả trứng đó thì được 8 xu. Và trong thời gian rảnh thì chủ nhân quyết định là làm cái hoa giấy thì lại là được tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi, thì lại bán được tận 3 hào. Và chính vì vậy quyết định là sẽ cử người thương thuyết với cai ngục để được xin làm hàng thủ công. Các cai ngục nhận thấy rằng vừa có tiền từ bên trên đổ xuống, chủ nhân cũng đổ tiền lên trên cho mình để cho chủ nhân làm, không ảnh hưởng đến tức là việc cá nhân của cái dân hát. Và chính vì vậy mà chủ nhân đã chia thành được nhóm nhỏ như là làm cốt mộc, làm rổ giá, làm cốt và tức là hoa giấy, là bàn chải làm được đấy. Những mặt hàng mà bà có địa phương không thì làm ra được và phải bán ở phố sân trường về. Nhưng như đó có một quy định nhất định là tiền thu về phải chia theo một tỷ lệ 60% cho người làm các sản phẩm được hưởng, một phần nộp cho cai ngục, 25% cho vào quỹ chung khi bộ nhà tổ Sơn La, và 15% thì cho vào ban cứu tế và tổ hợp tập tự là để mua thuốc để cho người điều trị. Và chỉ trong khoảng 2 năm, đã phải năm 40 đến 42 thì chi bộ thu về cho mình khoảng 4.000 tiền lương dương rồi. Thì con số 4.000 tiền rất là lớn, bởi vì xây dựng một cái nhà tù tầm khoảng 3.000 mét vuông, lúc đó thì chỉ có mất có 150.000 tiền lương dương. Đây là danh sách các đảng viên chi bộ tổ Sơn La từ giai đoạn 39 đến 45. Trong tổng số hơn 1.000 lượt tù nhân thì chỉ có 53 đồng chí được đứng trong hàng ngũ đảng viên chi bộ này. Và hiện tại thì đồng chí Mai Kê mang số thứ tự là 53 ấy, hiện nay thì vẫn còn sống ở Hà Nội, nguyên là thứ trưởng Bộ Văn hóa. Và năm nay thì cụ Mai Kê đã hơn 100 tuổi rồi. Và cụ cũng nhận huy hiệu 85 năm tuổi đảng vào năm 2022 vừa qua. Và phía bên này chính là hình ảnh đồng chí Xuân Thủy và chủ nhiệm của tờ báo Xuôi Xeo, được xuất bản vào tháng 5 năm 1941. Sau này đồng chí Xuân Thủy cũng là bộ trưởng Bộ Ngoại giao rất nổi tiếng lúc nào. Và đây là chính là chiếc giá đấy, do đồng chí Nguyễn Đức Bằng đan khi bị giam giữ tại nhà tù Sơn La. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng rất là khéo tay, là trưởng ban kinh tế tại nhà tù này, và cũng là trưởng ban của kinh tế. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng thì sau này cũng là thống đốc ngân hàng đầu tiên của nước Việt Nam, và tại tức là học viện ngân hàng đấy có một bức tượng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Và đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng là người đã phát hành tài phiếu chính phủ vào năm 1945. Phía bên này thì bảo tàng tỉnh cũng có trưng bày hình ảnh đồng chí Đào Văn Hóa, tức là người dẫn đường cho cầu vượt và cuộc vận ngục vào năm 1943. Năm 43 thì chi bộ đã quyết định tổ chức vận ngục cho 4 đồng chí, đó là đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đồng chí Lưu Đức Hiểu, đồng chí Trần Anh Linh và đồng chí Nguyễn Văn Trân. Và để có thể thực hiện cuộc vận động này thì chi bộ đã phải chuẩn bị trong vòng 2 năm, từ năm 1941 đến năm 1943, bao gồm các mặt như là lương thực, vũ khí, thuốc men, tiền bạc. Và đặc biệt lúc đó còn liên lạc với đồng chí Bế Nhật Huấn, đổ một tấm bản đồ quân sự và 12 tấn trẻ tế tân khống như là căn cước công dân bây giờ đấy. Và đặc biệt là sao cho đồng chí anh Lò Văn Sáng này tiền, muối và tấm bản đồ quân sự thì anh có thể đi buôn muối buôn diêm trong vòng 2 năm và phải ra con đường vận ngục cho đàn vào năm 1943. Và sau khi chuẩn bị chu đáo về tất cả các mặt, cuộc vận ngục được tiến hành vào rạng sáng ngày 3/8. Thì vào rạng sáng ngày hôm đó thì bốn tù nhân khi ra ngoài đồng khổ sai chi bộ dựng 4 hình lộ ở phía cuối của khu vực đại án lớn này, báo cáo rằng hôm nay có 4 tù nhân bị ốm không ra ngoài đồng khổ sai được. Và khi đi ngang qua khu vực nhà bạc giấy đã đánh cáo cho 4 tù nhân lao động tự giác bỏ trốn ra địa điểm bên ngoài và lẻn ra khu vực anh Lò Văn Sáng đã đợi sẵn. Và sau đó thì mặc quần áo của bà con địa phương để cải trang thành người dân đi buôn và ném áo của mình ra con đường hướng sang lạ để đánh lạc hướng của thực dân Pháp. Và trong ngày đầu tiên thì đoàn đi bộ hơn 40 km trở về con phố Cạ Trang để vượt con sông Đà. Nhưng khi đến đây thì tháng 8 lại mưa lũ, không có cách nào để vượt qua con sông. Đoàn quyết định thủ tiêu hai khẩu súng ngắn và 50 viên đạn xuống con sông Đà để tránh nguy hiểm và ngược về con đường 41. Lúc này là con đường độc đạo từ xuôi lên tới Sơn La để trở về Hòa Bình. Và trong ngày hôm sau đã quyết định trong ngày phải đi bộ được 60 km để trở về huyện Yên Châu. Và sáng sớm ngày thứ ba đấy là có mặt tại huyện Yên Châu. Nhưng cũng ngày thứ ba thì cai ngục đã phát hiện ở đây có một cái vượt ngục và ra lệnh cho bình lính và độc địa phương quát giam và tìm ra một cái tức là đề ra một cái công nghệ mà truy nã bốn tù nhân trên khắp toàn Trung Dương. Và chính vì vậy mà quyết định chia thành hai nhóm khác nhau, đồng chí Nguyễn Văn Trân, đồng chí Lưu Đức Hiểu lúc đó nói tiếng Thái như một người Thái địa phương, sẽ trong trang phục của người Thái, giả vờ là người Thái đi buôn cùng với anh Lò Văn Giá. Còn đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Trần Anh Linh do không nói được tiếng Thái đã phải sờ vào giả vờ là người Kinh đi buôn. Hai nhóm đi cách nhau trên dưới 100 mét để đảm bảo an toàn.
và trải qua tất cả 9 ngày đêm đi bộ dặm dã. Nhờ sự dẫn đường tài tình của anh em bán giám, sự khôn khéo kiên định và sự chuẩn bị chu đáo của chi bộ thì hai đoàn cũng đã gặp nhau được bên bờ sụt rút an toàn. Và sau đó đồng chí Nguyễn Văn Trân cũng khuyên là bán giám rằng hãy tạm đánh lên vùng dẻo cao để rào cho đồng bào người Mông được tình hình yên ổn cho quay về. Nhưng lúc đó bản thân là bán giám thì lo cho vợ và hai người con. Người con trai của anh lúc đó vừa sinh của cô 2 tháng tuổi, và chính vì vậy anh không muốn con mình sẽ buộc cô cha mẹ. Anh lập tức quay trở lại Sơn La giả làm buôn. Nhưng khi nó bắt giáo đã chân đến quê nhà thì thực giám pháp đã may phục sẵn ở bên ngoài rồi gặp tới và bắt lấy anh. Sau đó chúng tiến hành tra tấn nhưng không mời bất kỳ thông tin nào tới nó bắt giáo. Và để tránh một cuộc vận động tương tự sẽ xảy ra, chúng đưa anh vào trường thủ tiêu. Anh là bắt giáo hy sinh năm đó khi mới chỉ 24 tuổi. Và đây chính là tức là danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng vào năm 1994 và được truy tặng. Năm 43 thì chi bộ đã quyết định là trích tiền quỹ chi bộ mua thêm 3 con bò, 9 con lợn và rất là nhiều gà. Bánh chưng thì tổ chức mỗi mùa 1 chiếc, và chính vì vậy số lượng bánh chưng vào đó là 500 chiếc bánh chưng. Ngày mùng 1 Tết thì tù nhân sẽ nấu ăn theo những món như là phong tục cổ truyền thôi. Ngày mùng 2 Tết thì đổi món ăn theo người Hoa Kiều. Ngày mùng 3 Tết thì tổ chức món ăn Tây và thu hút nhiều bà con và binh lính vào đây để tham quan. Vào đêm 30 mùng 1 thì còn là diễn kịch ở lại bên ngoài này. Vì vậy là Tết thì được coi là hợp pháp theo phong tục cổ truyền phải được tổ chức Tết. Và chính vì vậy là 3 ngày thì không phải đang ngoài lao động không sai đâu. Là 3 ngày thì là nơi chính trị quyền, tức là viết báo tại đây. Ở tại đây thì chi bộ nhận thấy rằng là hệ thống cầu tiêu cuối là nơi an toàn nhất cho việc viết báo, cất giấu tài liệu. Và đặc biệt thì chi bộ nhận thấy rằng hạng mục của thực dân pháp trường nhà tù này thì hạng mục nào thì đều có điện. Và chính vì vậy mà khi làm được điện thì cử người câu điện của thực dân pháp và mua bóng điện thắp sáng nơi đây để viết báo. Và khi ra ngoài đồng khổ xa thì tổ nhân sẽ cuốn hệ thống điện này rồi cho lên mái nhà và sau đó đi ra ngoài đường bình thường. Và chính vì vậy mà anh hùng cũng không phát hiện ra được hiện tại đây thì đã có điện để sử dụng qua. Đây là một số hình ảnh mà các đoàn tức là lãnh đạo cũng như là cựu nhân chính trị sau này nó quay trở lại thành phố Sơn La. Và đây chính là cái đào gốc năm xưa đấy ạ, đã một trong tiếp tục của nhà Hùng và cái đào gốc. Cái đào này thì hàng năm thì vẫn được tết trái. Năm 1975 thì cây đào đã được gắn chết một nhánh nhỏ của đào đem trồng tại lăng chủ tịch nhân dịp khánh thành lăng vào lúc đó. Và cái đào này đã được chết và trồng lại 2 lần vào năm 2007 và năm 2021 vừa qua. Và đây chính là toàn cảnh khu vực nghĩa trang tại đây. Nghĩa trang thì xây dựng như là một cái hình ảnh bóng đèn điện khổng lồ nhé. Tại đây thì có 6 phần mộ sẽ trông tập thể hai bên. Phần mộ của đồng chí Tô Hiệu ăn nhìn xuống bức tượng đài này và một phần mộ gió của anh Lò Văn Xá đến tay phải, bởi vì cho đến nay thì vẫn chưa tìm thấy được hài cốt của anh Lò Văn Xá. Ở đây là một số hình ảnh đây họ ban ban trắng. Ở đây là các trại giam chưa được phục chế lại nhé. Trại giam lớn và nhà bếp thì được xây dựng vào năm 1998 phục chế đầu tiên. Và đây thì cũng là nơi điều kiện cho sự ra đời của chi bộ nhà tù Sơn La, và đa số các ủy chi bộ cũng sẽ nằm trong trại giam này. Đây chính là chân dung của bốn tư nhân vận ngục thành công năm 1943. Tư nhân vận ngục không thành công thế nhưng mà năm 1941 thì đồng chí Đàm Văn Lý và đồng chí Đàm Văn Sơn, tức là khi ra ngoài đồng khổ sai thì lính canh lơ là cảnh giác, hai đồng chí đã rủ nhau bỏ trốn. Và đây cũng là cuộc vận ngục tự phát, không có sự chuẩn bị và không có sự chỉ đạo của chi bộ. Và chính vì vậy mà hai đồng chí lúc đó mặc nguyên một quần áo của tù nhân chạy lạc trong rừng sâu, và sau 3 ngày đã bị phản động địa phương bắt được. Nhận đông được cho cai bộ và nhận về năm tạ củi. Đồng chí đang bàn sang thì chạy vào hoang sâu và phản động địa phương đã lấp kín cửa hàng ở phía bên ngoài, và đồng chí đã bị mất tích ở trong đó. Đồng chí này cảnh đồng chí Tô Hiệu chụp lại qua các thời năm theo hình ảnh vẽ đã truyền thần. Và đây là chỉ 30 bị bắt ở nhà tù Côn Đảo. Bây giờ tù Côn Đảo ngay bên cạnh nhà tù Sơn La là bảo tàng tỉnh. Nếu đã đến tham quan nhà tù Sơn La thì bạn nên vào tham quan luôn cả bảo tàng nha. Giá vé tham quan nhà tù Sơn La là 30.000 đồng một người, còn giá vé vào bảo tàng là 10.000 một người. Bảo tàng hiện đã xây dựng được 3 phòng trưng bày với các chuyên đề phong phú sinh động. Tầng 1 của bảo tàng là phòng trưng bày thời tiền sử sơ sử Sơn La với nhiều hiện vật quý, những vật dụng cầm tay bằng đá, sắt, đồng có niên đại cách đây hàng nghìn năm, được tìm thấy trong các hang động và di chỉ ở Triềng Ơn, Bắc Ma và khu vực lòng hồ sông Đà.
Lên tới tầng 2 là phòng trưng bày Bác Hồ với các dân tộc Sơn La, được chia thành các nội dung, những nét chính về sự nghiệp cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình thiết lập và xây dựng đất nước, Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La. Thực hiện lời dạy của Bác, nhân dân Sơn La ngày nay vẫn đang phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bảo tàng cũng đã áp dụng công nghệ thuận tiện cho du khách khi tham quan, ví dụ như là mã QR code mà khi du khách quét thì sẽ ra thông tin thuyết minh giới thiệu về bảo tàng dù không có hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Cuối cùng là phòng trưng bày giới thiệu đặc trưng văn hóa 12 dân tộc Sơn La. Tại đây lưu giữ những hiện vật phản ánh nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh em sinh sống ở Sơn La. Đến Sơn La thì bảo tàng và nhà tù Sơn La là điểm đến bạn nhất định phải đến nha.